khỏi gần cắm đèn luôn. Thế đéo nào bên này nhiều bóng đèn thế này mà nó không sáng được bên cửa hàng kia à? Ngồi đây, ngồi đây. Em lấy cho. Quên là định bỏ lấy cái gì rồi. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Alo, 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 lo. Đau quá. Ô trời ơi, cái tay của tôi. Hello Vũ Trang, hello chị Thảo Lê nhá. Nhìn này, tay của em này. Đau quá. Hello mọi người ơi, chị nào đang xem live cho em xin dấu chấm với. Em thì xả váy gen thiết kế nha các chị nhá. Anh ghi xả váy gen thiết kế từ 279 em xả xuống còn 199k gen thiết kế nhá. Hai size SM nha các chị yêu nhá. Hello hello hello. Mọi người ơi, chị nào đang xem live cho em xin dấu chấm với nhá. Ok, bắt đầu em sẽ bán váy gen thiết kế ạ. Mọi người em nhắc lại này, tất cả váy gen bên nhà em đều có size hết. Nên là các chị yên tâm một điều rằng là hàng này là hàng thiết kế nhá. Bao cho được các chị luôn, hàng từ 279k, em sale còn 199k. Áp dụng cho khách chia sẻ livestream nha mọi người nhá. Mọi người nhớ điều kiện là phải chia sẻ livestream cho em nha các chị yêu nhá. Này, toàn là những em váy gen thiết kế rất là đẹp luôn nha các chị yêu nhá. Không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Xả thu hồi vốn nha các chị yêu nhá. Em bình luận nha. Xả 279 xả xuống còn 199. Đau quá. Nhìn này. Em viết đi, xả 2 từ 279 còn xuống 199 thì cho các bạn đã biết. Đây nha mọi người nhá, nhìn này, một em váy rất là lóng lánh ấp ánh các kiểu luôn nha mọi người ơi. Váy gen thiết kế gọi là sang chảnh hết mức luôn nha các tình yêu nhá. Nói chung là bây giờ đang là cái mùa gì nhỉ? Gọi là đang là cái mùa đi ăn cưới các kiểu đấy các chị, nên là các chị dinh cho các chị dinh cho em những cái sản phẩm nào đẹp nhất để các chị đi tiệc nha các chị yêu nhá. Đây là em váy màu đỏ này, size này 52 cân trở xuống mang vừa nhá. Size này 52 cân trở xuống mang vừa nha các chị yêu nhá. Em xả váy xong thì em sẽ xả quần nhá. Anh ở chia sẻ livestream với đồng ngoài. Mọi người nghe rõ giá chưa mọi người ơi, nghe rõ giá chưa? Chị nào đang xem like của em cho em xin một dấu chấm với các chị ơi. Không mất gì một lượt chia sẻ đâu, các chị chấm bà giúp em một chấm với các chị ơi. Đấy mọi người ơi, mọi người chấm giúp em một chấm với nhá. Đây, sang em một em váy gen body này, size này là size S nhá. Chị nào lấy thì comment mua cho em nhá. Đấy, tất cả gen em sẽ đồng giá là 199k luôn nha các tình yêu nhá. Gen xả là 199k, các chị yêu nghe rõ không ạ? Đây, một em gen nơ tiếp này, 199k. Tất cả gen này là gen hàng loại 1 hết nha các tình yêu nhá. Áo em đang mang là 170k, 2 size SM cho chị Lan Anh Phú nhá. 2 size SM ạ. Áo sơ mi em đang mang hàng là hàng chuẩn loại 1, 2 size nha các tình yêu nhá. Mọi người ơi, nhớ là phải chia sẻ livestream để áp dụng mua giá này nha. Em sale váy thì em phải sale trong quần bò nha các tình yêu nha. Hello bà Trịnh Thị Nhung nhá, hello bà nhá. Trời ơi, mấy cái váy gen thiết kế này các chị không mua rất là tiếc luôn. Cái váy đỏ này mọi người này, trời ơi đẹp này, nó lấp lánh rất là đẹp luôn nha các chị nhá. Đây, sang một em váy body này, một em váy gen này này, từ 279k xả xuống còn 199k nhá. Mùa này các chị đi đám cưới thoải mái vô tư luôn nha mọi người ơi. Đi đám cưới đi đâu đều ok hết đấy. Mọi người nghe rõ không ạ? Đi đám cưới đi đâu các chị đều mặc sẽ rất là xinh nhá. Ok, bây giờ là em sẽ... Mọi người vào đông một chút chưa? Dừng lại từ từ tí nào chị. Mọi người vào đông một chút chưa? Bây giờ em sẽ bán set váy 99k nha các chị yêu nhá. Bây giờ em sẽ bán set váy 99k nhá. Mình không có Shopee nha bạn ơi. Bây giờ em sẽ bán váy 99k. Các chị đã chuẩn bị tinh thần chơi mini game cùng với em chưa các chị ơi? Ok, bây giờ một cái set váy như em đang cầm như thế này ạ. Em sẽ bán với giá 99k nhá. Cho ai chia sẻ livestream, em sẽ bán 4 set đầu tiên cho các chị với giá 99k. Sau cái này em sẽ bán quần bò với giá 199k. Từ 250, 220 em xả còn 199 nha các chị yêu nhá. Đấy, mọi người ơi, đặc điều kiện của em là mọi người chia sẻ lên 2 lần lên trang cá nhân ạ. Và 5 lần đến hỗ trợ nhóm nhá. Để mua váy, cái set váy em đang cầm trên tay với giá 99k, hàng loại 1 nha các chị yêu nhá. Mọi người nghe rõ chưa mọi người ơi? Nhớ là phải chia sẻ livestream nhá. Chị nào chưa chia sẻ livestream thì quay ra chia sẻ livestream hộ em nha mọi người nhá.
nhớ là điều kiện là phải chia sẻ livestream thì các chị mới được mua giá như em đã đề ra cho các chị nhá. Ok, đây là set váy đầu tiên ạ. Chị nào chia sẻ xong rồi thì vào đây comment cho em là chữ đã chia sẻ nhá. Cái này nó có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đấy, khi các chị chia sẻ xong thì các chị có quyền được lựa chọn set váy này với giá 99k nha các chị yêu nhá. Mọi người nghe rõ không ạ? Khi các chị đã chia sẻ xong thì các chị có quyền được mua các set váy như em đang cầm trên tay với giá là 99k. Áp dụng cho khách chia sẻ livestream ạ. Áp dụng cho khách chia sẻ livestream 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hỗ trợ nhóm nha các chị yêu nhá. Các chị yêu nghe rõ chưa? Các chị đã chia sẻ xong thì vào đây comment cho em chữ đã chia sẻ và chọn váy bình thường nha mọi người nhá. Mọi người nghe rõ luật chơi chưa mọi người? Đấy, chị nào mà chưa hỏi à chưa ngon gọi là chưa hiểu rõ luật chơi có thể hỏi lại em nhé, em có thể báo cho các chị nhá. Đấy, nãy giờ em chưa bao nhiêu lần chia sẻ đây mọi người ơi, mọi người đã chia sẻ chưa? Đã chia sẻ thì mới được mua giá 99k set như em đang cầm nhá. Nó có hai màu ạ, màu hồng và màu trắng như em đang mang nhá. À, màu hồng và màu trắng như em đang cầm ạ. Đúng có hai màu thôi nhá. Chân à, cái gì nhỉ, một em váy umi rất là xinh luôn nha mọi người nhá. Này, cái đỉnh khuy của nó như thế này nha các chị yêu nhá. Đây, 2, 4, 6, 8 này, 8 hàng khuy này rất là đẹp luôn đấy. Chị nào lấy thì comment nhanh chóng vào đây comment cho em chữ đã chia sẻ và chọn màu nha các chị nhá. Bắt buộc là phải chia sẻ livestream nhá. Chị nào mà chưa kết bạn với em thì để vào chế độ theo dõi hộ em nha các chị nhá. Để vào chế độ theo dõi xem trước hộ em nha các chị yêu nha. Mọi người nghe rõ luật chơi chưa? 70 cân không mặc vừa đâu chị ơi. Cái váy này tầm 62 cân mang vừa thôi ạ. 62 bao nhiêu? Mọi người ơi, hơn 100 người đang xem livestream mà có 47 lượt chia sẻ thôi là quá ít luôn nha các chị yêu nhá. Mọi người ơi, hơn 100 người đang xem livestream mà mỗi người chia sẻ 7 lần mà mới có 47 lượt chia sẻ đâu các chị ơi, quá là ít. Các chị đẩy mạnh lượt view lên hộ em nào các chị ơi. Chị nào mà em không đọc thấy chữ đã chia sẻ tức là các chị bị ấn comment. Các chị vào theo dõi trang cá nhân của em để chế độ theo trước à xem trước hộ em nhá, để không bị ấn comment nha mọi người nhá. Một set váy như em đang cầm trên tay chỉ với giá là 99k. Áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream nha các chị nhá. Áp dụng cho ai chia sẻ livestream này. Có hai màu, hai tông màu ạ. Màu hồng và màu trắng như em đang mang đây nha các chị yêu nhá. Hồng và trắng nha các chị yêu nhá. Bao đẹp cho các chị luôn, không đẹp không lấy tiền các chị luôn này. Đây cái này ạ, set này em tại ở cửa hàng nhá. Bán là 250k nha các chị yêu nhá. Ngày hôm nay em xả cho các chị chỉ với giá 99k thôi. Bán và áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream. Không chia sẻ livestream không bán này nha các chị yêu nhá. Mọi người nghe rõ không ạ? Mọi người chia sẻ xem thì quay vào chấm bài cho em đi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream xong thì mọi người vào, mọi người chấm bài cho em đi các chị ơi, để em thấy comment của các chị nhá. Chị nào không, em không đọc tức là em không thấy nhá. Bạn tít phấn bây giờ mình mới thấy bạn chấm bài nhá. Em chỉ bán cho ai chia sẻ livestream thôi ạ, không chia sẻ livestream không bán cái này nhá. Hơn 100 người đang xem mà mới có 47 lượt chia sẻ thôi các chị ơi. Quá là ít luôn các chị ạ, mới có 47 lượt chia sẻ thôi. Đấy, nên là mọi người chơi như vậy là chưa nói chưa đúng rồi các chị nhá. Chị nào chia sẻ thì vào đây thì hãy comment cho em. Ai chia sẻ vào, chưa ai chưa chia sẻ thì vào để đừng vào đây comment nha các chị nhá. Tại vì là luật chơi này á, từ một cái set 250k hàng thiết kế loại 1 luôn các chị nhá. Em xả xuống còn 199k cho các chị thôi là quá là rẻ rồi nha các chị nhá. Quá là rẻ luôn ạ. Đấy. Đặc biệt là những chị nào đã từng bom hàng bên nhà em này hay như thế nào ấy, em sẽ hủy tất cả các đơn cho các chị nhá. Và từ gọi là nói chung các chị đã từng bom hàng hay là đã từng một cái gì bên nhà em sẽ hủy đơn tất cả các đơn sau nha các chị nhá. Đấy, mọi người nghe rõ không ạ? Ok, set này đầu tiên nhá, chị nào chia sẻ thì vào đây comment cho em chữ đã chia sẻ em bán với giá 99k nha các chị nhá. Từ 250k em xả xuống 99k. Hàng thiết kế loại 1, không nói hàng loại 2 và hàng loại 3 nha các chị nhá. Không nói với hàng loại 2 và hàng loại 3. Đây, chị nào lấy thì comment luôn cho em vào đây comment cho em chủ đã chia sẻ cộng màu cùng số điện thoại cho em nhá. Đã chia sẻ cộng màu cùng số điện thoại này. Ai chia sẻ rồi thì vào đây hãy comment cho em, còn chưa chia sẻ thì đừng vào đây comment giúp em nha mọi người nhá. Em nói rõ là luật chơi đấy ạ. Đã chia sẻ rồi thì vào đây hãy comment cho em nhá. Xét phải em đang gặp có giá là 99k. Áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream ạ. Hai màu, hai tông màu, màu hồng đen và màu trắng đen nha các chị nhá. Giá cũ là 250k, giá còn 99k đâu nha các chị yêu nhá. Chị nào lấy thì vào đây comment luôn cho em đã chia sẻ cộng màu cùng số điện thoại cho em nha mọi người nhá. Đã chia sẻ cộng màu cùng số điện thoại này. Anh có thấy anh comment không? Em bị ấn comment không ấy. Lúc hôm nay cũng được. Nhấn á. Mọi người nghe rồi là chơi chứ mọi người ơi. Em nói thật chứ,
ví dụ như là bình thường á, em sale đồ cho các chị nhá, rất là rẻ thôi, mà chỉ mua lại một cái sự lượt chia sẻ của các chị thôi, thực sự là rất là khó luôn các chị ạ. Cái kiểu như là người Việt Nam mình ấy, cái kiểu chỉ muốn nhận của người khác thôi, không muốn cho đi một cái gì luôn. Đấy, sống như vậy rất là ích kỷ luôn nha các chị nhá. Đấy, mọi người được, ví dụ nhá, bình thường một cái quần hơn 200.000, em bán chỉ với giá 99k thôi. Em chỉ mua lại lượt chia sẻ và tương tác của các chị thôi. Nhưng các chị không làm được điều đấy, các chị nói chung là chỉ thích mua rẻ thôi mà không muốn làm cái gì hết nha các chị nhá. Đấy, nhiều người người ta mua cái kiểu như nhiều người, ví dụ nhiều chị ấy mua hàng bên nhà em, các chị còn sợ là chia sẻ rồi nhiều người biết là mình mua đồ của bạn này hay là mua đồ của bạn kia đấy. Nên là không giàu được cả đúng. Đấy, đúng như người Việt Nam nói á, Việt Nam không giàu được cả đúng. Tại vì là toàn là cái kiểu như vậy nhá. Ok này, em đã nói rồi nhá, chị nào mà chưa chia sẻ livestream thì em sẽ không bán ra đấy nha các chị nhá. Ok, bắt đầu bây giờ em sẽ list sang quần bò 99k. Ai chưa chia sẻ và chưa comment chưa đã chia sẻ ở đây thì em sẽ không bán cái quần với giá 99k cho các chị đâu nha. Em hôm nay em sẽ gọi là phải chơi công bằng luôn, ai chia sẻ thì mới được, còn không thì thôi nghỉ luôn nha các chị nhá. Ok, bây giờ em sẽ bán mua, em sẽ lấy một cái quần đủ size nhá. Em thì dành tặng cho các chị cái quần đủ size luôn để liếc sang nhá. Ok, đây là một em quần gì nhỉ? Đây là một em quần Becky nhá. Becky này đủ size SML này, hàng Gucci ạ. Em bán cho người đầu tiên với giá 99k nhá, đủ size nha mọi người nhá. Đủ size nhá. Mọi người nghe rõ không ạ? 99k chỉ áp dụng và chỉ bán cho ai chia sẻ livestream thôi. Không chia sẻ livestream em không bán ra này nha các chị nhá. Mọi người nghe rõ không ạ? Hàng Gucci nha các chị nhá, hàng Gucci ạ. Đấy, chị nào lấy thì comment luôn cho em, chỉ áp dụng cho ai chia sẻ livestream thôi. Không chia sẻ livestream không bán ra này nhá mọi người nhá. Quần bò 99k nhá. Quần bò em đang cầm với giá 99k có cả màu xanh. Em được cho các chị xem màu xanh nhá. Em lấy sang một má xanh loe nhá. Đây em sẽ lấy sang một má xanh loe 99k luôn. Đây. Ok, sang một má màu xanh loe này tiếp 99k nhá. Em nói rồi, không chia sẻ, không làm đúng những nội dung em nói thì hôm nay em sẽ không bán nha các chị nhá. Đây nha mọi người nhá, hai má em đang cầm trên tay với giá 99k, áp dụng với điều kiện cho ai chia sẻ livestream nha các chị nhá. Không chia sẻ livestream em không bán ra này nhá, tại vì rất là lâu rồi, nick của em đã không chia sẻ livestream được và bị chặn ở trong danh sách, bị hạn chế của Facebook. Nên là lâu rồi em không, kiểu như là em không thể bảo mọi người chia sẻ livestream được quá nhiều, tại vì nick của, khi mọi người chia sẻ nick của em nhiều quá nó sẽ bị đít nha mọi người nhá, sẽ bị đít ạ. Đấy, nên là em không yêu cầu mọi người chia sẻ. Đây là hôm nay em mới bắt và em yêu cầu và em mong muốn là các chị chia sẻ livestream em các chị nhá. Quần này mà 99k mà các chị không thích được thì nói chung là gọi là nếu như các chị không mua được ở trên livestream này, em đảm bảo cho các chị, đảm bảo luôn không bao giờ các chị mua được cái quần này với giá 99k nha các chị nhá. Quần này em đang cầm là đủ size với giá 99k này. Quần đen em đang cầm trên tay với giá là 99k nhá. Em bật điện thoại đi. Em chẳng thấy comment đâu. Trời ơi, nhìn này. Mình lại không có thấy đâu. Chị ơi, váy từ 60 cân trở xuống nha. Áo sơ mi mình đang mang có giá là 170k nha các chị nhá. Áo sơ mi có giá là 170k nhá. Hai size SM nha bạn nhá, xả giá 179k nhá. Đấy. Quần nha mình đang mang có giá là áo mình đang mang có giá là 170k nhá. Áo em mặc của bán cho chị Thu Thủy nhá, 170k nhá. Váy đen khổ quá, em đã nói từ đầu livestream rồi, hai cái váy đằng sau đang treo bán với giá 99k cho ai chia sẻ livestream. Chia sẻ xong thì vào đây comment cho em đã chia sẻ cộng màu cộng số điện thoại thì em mới bán nhá. Còn không em sẽ không bán nha các tình yêu nhá. Áo chị mặc là có giá là 170k, hai size SM cho Tị Nguyễn nhá. Váy đen có giá là 99k, áp dụng cho ai chia sẻ livestream. Không chia sẻ livestream không bán này nha các chị nhá. Đấy, hơn 100 người đang xem livestream mà lượt chia sẻ của nó rất là ít luôn nha mọi người nhá. Đấy, em đã bảo mọi người rồi, hôm nay ai chia sẻ livestream em mới bán nha mọi người nhá. Em sẽ vào kiểm tra coi là chị nào chia sẻ. Ok, bây giờ đã lên được 82 lượt chia sẻ nha các tình yêu nhá. Đấy, lên được 82 lượt chia sẻ rồi. Ok, có chị nào chưa chia sẻ livestream thì quay ra chia sẻ livestream đi cho em đi các chị ơi. Sao cái đích của mình cứ không thấy được comment đấy nhỉ? Không hiểu cái gì luôn, ở hôm nay ở nhà từ đầu like luôn rồi không thấy cái gì luôn nhá. Chị ơi, chị Bích Thảo Vũ ơi, hôm nay em đã gửi hàng cho chị nha chị gái nhá. Chị Bích Thảo Vũ ơi, hôm nay em đã gửi hàng cho chị rồi nha chị gái nhá. Đấy, chị nào lấy thì comment cho em hello chị Huyền Lai nhá. Mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream cho em nha mọi người nhá. Hôm nay em sẽ kích like của em lên, tại vì là rất là lâu rồi em không yêu cầu các chị chia sẻ like. Tại vì là em sợ là
em sợ là các chị gì nhỉ, các chị gì không các chị chia sẻ nhiều quá nick của chị sẽ bị đít nhá. Khổ quá Thu Kiều ơi, cái chân váy như chị đang mang là cái chân váy đây, chân váy của chị đang mang là chân váy xếp ly mà, nhưng mà khi mà em mặc nó sẽ sát lên cái tầm rốn của chị đang mang, tại vì là chị có chiếc eo đấy, thì vì bụng của chị rất là nhỏ, chị có chiếc eo được nên là nó sẽ rất là cao đấy. Và bên trong của quần như thế này luôn nha mọi người nhá, chân váy em đang mang là chân váy xếp ly nha các chị nhá. Em nhắc lại với các chị một lần nữa nhá, Lệ ơi, bình thường quần bò bọn chị bán là 220k, bán với giá 99k cho ai chia sẻ live stream thôi. Và vào đây comment cho em chủ đã chia sẻ thì em mới bán quần bò với giá 99k nhá. Các chị không chia sẻ live cho em đúng không? Mà các chị muốn được mua quần giá 99k thì hôm nay em không bán được cho các chị đâu. Mà đã chơi thì phải gọi là làm đúng quy luật cho các chị nhá. Có thể hôm nay, nguyên một ngày hôm nay, nguyên một buổi tối hôm nay em dành ra live stream cho các chị. Em không cần các chị mua hàng, em chỉ cần các chị săn được đồ với giá 99k thôi, em lố cũng được. Nhưng mà bù lại các chị phải chia sẻ live stream cho em nhá. Chứ không có cái kiểu như là không chia sẻ live stream mà được mua với giá 99k đâu. Thì hôm nay đảm bảo không có giá đấy đâu nhá, và đảm bảo không có chuyện đấy đâu ạ. Nên là chị mới bảo đầu tiên là chị nào chia sẻ live stream rồi thì vào đây comment cho em chủ đã chia sẻ thì em mới bán nhá. Ok Dương Nhật Lệ này, quần loe em mang được nha Dương Nhật Lệ nhá. Lấy thì cho chị, à lấy thì comment cho chị luôn nhá, để chị chốt cho quần 99k nhá. Quần loe 99k đúng không? Ok, chốt cho bạn Dương Nhật Lệ một cái quần 99k này. Một cái quần 99k, quần ống loe nhá. Bao chốt cho các chị luôn, không đẹp không phải tiền các chị luôn nhá. Ok, chốt cho Dương Nhật Lệ một cái quần 99k nhá. Đấy. Đây nha mọi người nhá. Đây nha mọi người nhá, 99k luôn nha các chị nhá. Lẽ hình như nay em vẫn 4 mấy cân đúng không? Để chị chọn size luôn. Vẫn 4 mấy cân đúng không? Ok, Dương Nhật Lệ này, Dương Nhật váy đen treo là 99k, cái chị chia sẻ live stream với chị Liên Nguyễn nhá. 99k cái chị chia sẻ live stream với chị Liên Nguyễn nhá. Ok Dương Nhật Lệ này phải 1 cân. Ok Lệ nha, chúc cho Lệ một cái quần bò này 99k nhá. Em chỉ bán và áp dụng cho chị nào chia sẻ live stream thôi, không chia sẻ live stream không bán ra này nhá. Ok Dương Nhật Lệ một cái quần bò 99k này. Ok đến một set váy em đang cầm đằng sau nha các tình yêu nhá, 99k nha các tình yêu nhá. Váy này tầm dưới 60 cân là mang ok nhá, dưới 60 cân là mang ok nha các chị ơi. Có hai màu, màu đen và màu trắng và màu hồng nhá. Màu trắng và màu hồng nha các chị ơi. Màu trắng và màu hồng này với giá là 99k, áp dụng cho ai chia sẻ live stream. Ok chị Thủy Phạm này, chốt cho chị Thủy Phạm một set 99k nhá. Thủy Phạm ơi chọn màu chị ơi, hai màu, màu đen và màu trắng, chọn màu nào thì vào đây comment luôn cho em nha chị Thủy Phạm nhá. Đen à gì nhỉ? Đen và à trắng và hồng thì chọn màu nào thì vào đây comment cho em nha chị gái nhá. Chị Thủy Phạm ạ, à, vào đây comment giúp em một phát nhá. Hàng sale hay là hàng mà đã chơi mini game mọi người, cố lấy từ hai sản phẩm giúp em nhé. Thủy Phạm có vào đây comment cho em là chọn màu chị Thủy ơi. Và em đang cầm trên tay với giá là 99k, áp dụng cho ai chia sẻ livestream nha các chị nhé. Có hai tông màu trắng và tông màu hồng nha các tình yêu nhé. Mọi người đã chia sẻ đen trắng sai nhiều nhất em yêu. Ok chị luôn này, ok chốt cho chị Thủy Phạm này chị ơi. Hàng em là chơi mini game rồi chị còn bảo em mặc. Ok chị Thủy Phạm này, chốt cho chị Thủy Phạm một cái này. Bắt buộc mọi người chia sẻ hai lần lên trang cá nhân và 5 lần thôi chỗ nhóm. Kết thúc buổi mini game, em sẽ vào trong tường của mọi người để xem là mọi người đã chia sẻ cho các chị nhá. Không chia sẻ livestream khi các chị rất là lâu rồi các chị chưa nhận được hàng, tức là các chị là chưa làm đủ luật chơi nên bên em sẽ không gửi hàng nha các chị yêu nhá. Mọi người nghe rõ chưa? Ok, còn trắng với màu hồng là chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Trắng và hồng là 99k nhá. 99k này dưới 60 cân là mang được nha các tình yêu nhá. Ok chị Liên Nguyễn này, kiểm tra chị Liên Nguyễn có đã chia sẻ live stream chưa? Chị Liên Nguyễn ơi, chị vào đây chị comment cho em. À chị đã comment cho em chủ đã chia sẻ rồi này. Đấy, trắng 99k nhá. Trắng 99k này, kiểm tra chị Liên Nguyễn xem đã chia sẻ chưa này. Anh lấy cho em một này cầm lấy. Anh lấy của em mới gậy. Chọc chọc xét này giúp em. Nhanh tay lên nha mọi người nhá, nhanh tay lên. Ok. Và bây giờ em sẽ lách sang một cái tông màu khác nhá. Hello chị đừng mặt tâm này. Hello Linh Tổ nhá, chốt cho Linh Tổ một set 99k này. Linh Tổ ơi, em vào để em comment cho chị là màu gì nha em nhá. Đấy mọi người, khi mà em đã đặt những chị nào mà được trúng thưởng rồi, các chị vào đây nhanh chóng comment cho em màu luôn nha mọi người nhá. Vào đây comment nhanh lên cho em chọn màu luôn để em coi màu luôn.
Ok, đây là một em áo lệch vai này. Một cái em này cũng rất là xinh đẹp này. Đây, áo này 99k luôn nhá. Ở thị trường đang bán rẻ nhất với giá là 119k. Nhưng hôm nay các chị đến với em chỉ mua với giá 99k thôi nha các chị yêu nhá. Hiện tại còn màu vàng và màu da như em đang mang ạ. Hiện tại còn màu vàng và màu da như em đang mang nha các chị nhá. 99k này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nha các chị yêu ơi. 99k tiếp. Đấy, chế nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. Chị Linh Nguyễn ơi, em có đọc chị là người trúng thưởng rồi à, thì chị comment hộ em cái màu nhá. Đấy, những ai trúng thưởng em đọc rồi thì các chị vào đây comment cho em màu phát nào. Đấy, cho nó nhanh lên nhá. Ok, Linh Tàu cho con Linh Tàu một em à, một em váy 99k này. Đấy, ok Linh Tàu cho con Linh Tàu một cái 99k này. Áo em đang cầm trên tay nha các tình yêu nhá. Áo em đang cầm trên tay này với giá 99k, hai màu, tông vàng và tông da em đang cầm nhá. Đây, nói chung là em đã báo rồi, không có nhà ai bán cái áo này 99k đâu nha các tình yêu nhá. Ok, trên Linh Tổ rồi em ơi. Đây, đây là màu da và đây là màu màu da và màu trắng nha các tình yêu nhá. Ok, Thanh Hằng này, Thanh Hằng chọn đồ đi bạn. Đây là màu vàng, hiện tại là váy trắng đã hết nha, chỉ còn màu hồng nha các chị nhá, hồng đen này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá, còn hồng thôi, còn hồng thôi các chị ơi. Đây là màu, đây là màu màu trắng này. Đấy, đây là màu da đây nhá các tình yêu nhá, trắng à quên, vàng và da này. 99k áo kiểu như em đang cầm trên tay này. Chị nào lấy thì comment nhanh chóng vào đây comment giúp em ạ. 99k áo vàng mình đang cầm nha mọi người nhá. Chỉ 99k thôi. Chế nào lấy đi chốt luôn cho em nhá. Áo vàng à, áo chị mặc quần hình khác nha. Áo chị mặc quần hình khác nha Nguyễn Thùy Linh nhá. Áo chị mặc quần hình khác nha. Anh vào đấy cho em một cái màu ở sau này nhá. Áo mình đang mang có hai màu và hai size SM nhá tình yêu nhá. Áo mình mặc có hai size hai màu ạ. Cho em cái áo nghe em đang mang màu khác. Áo mình mang là 170k nhá. 170k này. Chị Liên Lê ơi, chị không phải là khách quen bên nhà em và em cũng chị cũng chưa từng mua hàng bên em lần nào. Em nhắc lại chị một lần nữa nhá. Chị cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại luôn nhá. Đã trúng mini game rồi, đã trúng thưởng rồi. Đấy, chị comment luôn cho em địa chỉ hộ số viện số điện thoại cho nó nhanh lên nha mọi người nhá. Cho nó lót cho nó nhanh lên nha mọi người nhá, để tặng được nhiều hơn, để sale đồ được nhiều hơn nữa các chị nhá. Như vậy nó rất là mất nhiều thời gian luôn. Em đã đọc tên các chị trúng thưởng rồi thì các chị vào đây có mỗi việc comment cho em địa chỉ số điện thoại thôi mà. Chị Liên Nguyễn một cái màu hồng này. Chị ơi, em cho chị 2 phút comment hộ em số điện thoại cộng địa chỉ nhá, để em chốt luôn nhá. Lấy cái xếp mày hồng trao bên kia đi chồng. Bà Thanh Hằng ơi, là Liên nha Thanh Hằng ơi. Liên nha Thanh Hằng nhá. Liên nha bà ơi. Đây sơ mi tớ mang của hai màu. Đây sơ mi tớ mang của là màu này nữa nhá các tình yêu nhá, màu xanh này. Đây size này là size S đây các chị ơi. Hàng đủ size cho các chị luôn. Size S và size M nha các chị yêu nhá. Đấy, chị nào lấy thì comment cho em nhá. Size S và size M bao chất cho các chị luôn. 99k nha các chị yêu nhá. À quên, 170k. Em nhầm, 170k này. Có hai màu, màu em đang mặc và màu em đang cầm đấy. Chị Liên Lê cho em xin địa chỉ luôn. Chị comment hộ em một dòng cái quần nào chị. Cùng quá các chị ạ, đã trúng thưởng rồi. Có mỗi việc comment địa chỉ cộng điện thoại cho em là xong, có mỗi như vậy thôi. Chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội trợ nhóm. Đây em bảo chị comment cho em địa chỉ này. Đây em thấy có mỗi mình số điện thoại của chị thôi. Như vậy nó rất là mất thời gian của em luôn nha chị nhá. Ok, mình sẽ qua áo khác nhá. Đây là một em áo nỉ trắng ạ. 99k nhá. Một em nỉ màu kem, quên. Màu này là màu kem nhá. 99k này. Cho chị nào chia sẻ live stream luôn, nhanh tay lên nha mọi người nhá. Đấy. Ok, Thanh Hằng này. Cho thêm một set hồng nữa này. Ok này, bạn Thanh Hằng xem một set hồng nữa này. Ok, chị Liên Lê này, chị Liên Lê xếp Ninh Bình 25k nhá. Em nhắc lại cho các chị một lần. Hả? Thanh Hằng có đơn rồi. Mọi người nghe rõ này. Tất cả những cái đơn mà em, tất cả những cái chị nào á chưa mua hàng bên nhà em thì em nhắc lại cho các chị nhá. Ship Hà Nội đồng giá 20k, miền Bắc 25, miền Nam và 30. Khi các chị mua hàng sale 99k, thì ship từ đây vào miền Nam là 30k. Đấy, còn ship từ đây về Ninh Bình 25k. Ship từ nói chung là nội thành Hà Nội hay là nội thành hay ngoại thành đều 20k hết nhá. Ok này, chốt cho chị Hiên này một cái áo nỉ 99k này nhá. Ok, tối mai tôi sẽ xếp hàng nhá. Ok, chị Yên Nguyễn một áo nỉ 99k. Đấy. Ok, qua mã khác nhá. Em sẽ lọc một số màu đen xong để like cho các chị.
hả Thái Hoàng ơi. Ok, đây là một em nhũ nhá. Em nhũ đây là em có mặc, có bán rất là nhiều luôn. Nhũ này là 170k, giá 99k, còn hai màu này. Màu đen và màu hồng nha các tình yêu nhá. Đen và hồng 99k. Chị nào lấy thì vào đây comment luôn cho em nhá. Em xả hàng để ngày mai hàng về luôn nhá. Cho chị áo này nhá. Thu Hoàng Vũ ơi, chị lấy màu gì ạ? Chị Thu Hoàng Vũ ơi. Chị Thu Hoàng Vũ ơi, chị lấy áo nào ạ? Áo em đang cầm trên tay là áo nhũ, bình thường em bán là 170k. Đấy, hôm nay em xả với giá 99k. Thái Hoàng ơi, chị liếc mẫu qua rất là nhanh nên là em lấy mã nào á thì comment rõ hộ chị nhá. Chị hiện tại là chị đang cầm hai màu này. Đấy, màu này là màu hồng cam và màu này là màu đen nha các tình yêu nhá. Bình thường em bán là 170k. Hôm nay em xả trong livestream với giá 99k. Đấy, bán và áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội chợ nhóm nhá. Em nhắc lại với các chị là nó này, khi mà các chị đã được trúng thưởng mini game mua đồ 99k bên nhà em, tí nữa kết thúc livestream em sẽ vào kiểm tra các chị đã chia sẻ livestream chưa. Đúng 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội chợ nhóm em mới công nhận nha các chị nhá. Đấy, ít nhất là các chị phải chia sẻ lên trang cá nhân luôn nha các tình yêu nhá. Đấy, ok này, chốt cho chị Hiên Nguyễn này nhá. Áo tới trước anh em. Là như thế nào hả bà ơi? Big 34 hết đen rồi. Bây giờ mình chỉ còn nhú hồng thôi. Chị nào lấy thì comment luôn cho em. Ok chị à. Chốt cho chị Liên Nguyễn một cái màu hồng cho anh. Liên. Đây là Hiên Nguyễn, còn Liên Nguyễn nó có Liên Nguyễn nó sẽ hồng. Đây là Linh. Này, chốt cho bạn Liên Nguyễn đi ở Nho Quan Ninh Bình. Áo chị mang là 170k nhà Hải Yến nha. Mình chỉ còn nhũ hồng thôi. Chị nào lấy nhũ hồng thì comment vào đây comment cho em là nhũ hồng nào. Chị nào lấy nhũ hồng thì vào đây comment cho em hồng nhá. Xét hồng hết rồi nha chị ơi, xét hồng hết rồi. Xét hồng hết rồi. Đây, áo lệch vai của chị nào lấy được không ạ? Đây, áo lệch vai vàng này của chị nào lấy không? 99k luôn nha các chị nhá. Áo lệch vai hồng 99k luôn này, bao hết cho các chị luôn. Không đẹp không lấy tiền các chị luôn nhá. Bây giờ em đang nghiên cứu gọi là để sale vải cho các chị. Đang nghiên cứu để sale vải nhá. Xét hồng hết rồi nha chị ơi. Anh gấp vào luôn đi nha, cho nó nhanh một chút. Áo bạn đang mặc giá thế nào? Áo tớ đang mang của giá là 170k nhá. Áo nỉ hết rồi em ơi, có một cái thôi nhá. Áo lý hết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ list qua mã khác nhá. Áo nhũ là của ai? Áo nhũ là của chị Hiên Nguyễn. Hiên à? Mọi người lấy em một tẹo nhá, em đang đi chọn đồ. Là mọi người ơi, nhớ là phải chia sẻ livestream nhá, 2 lần lên trang cá nhân ạ và 5 lần lên hội chợ nhóm nha các chị nhá. Các chị nghe rõ luật chưa? 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội chợ nhóm nhá. Không chia sẻ livestream em không bán đâu. Ngoài ra nhá, khi các chị lên đơn rồi em vẫn hủy đơn các chị bình thường. Nhưng các chị chưa chia sẻ livestream cho bên em nhá. Cứ điện thoại cho em gọi là em không thấy comment của ai ở trên này hết đâu. Này em nó toàn là kiểu như là nó bị chặn này. Đây, kéo dây đây này, luồn vào đây cho em. Nhớ là phải chia sẻ livestream nha các tình yêu nhá. Đấy. Nhũ đen hết rồi bà ơi, nhũ đen tôi hết rồi nha bà nhá, nhũ đen tôi hết rồi. Em cầm bên tay, không thấy đâu. Mọi người nghe rõ không ạ? À? Nhớ là một lúc sau là nó ấn à? Hả? Đây này, lúc sau là nó ấn thì em phải cầm bên tay. Thôi cứ để đây đi, không còn phải làm việc nữa mà. Không biết cái này nó quay kiểu gì nhỉ? Mẹ, không biết cái đích kiểu gì mà suốt ngày á không thấy comment của mọi người thôi. Lúc nào livestream cũng phải cầm hai cái điện thoại. Không cầm hai cái điện thoại thì không xem được mọi người. Không có điện anh ơi. Phải bỏ cái ghế vào đây này. Cho cái này cũng sang lên đi. Em điện giật anh ạ. Điện giật kinh vãi. Ok, bây giờ sang em áo này nhá. Em áo này là em áo xích này. Ok, đây là một em áo len lỗ nhá, 200k. Giờ 99k. 200k xả 199k này. Chị nào lấy thì comment lên cho em nhá. 200k xả 99k. Cái này chỉ có duy nhất một cái màu cam này thôi. Chị nào lấy thì comment nhanh lên ạ. Săn săn thật là nhanh lên. Hàng là sale rồi. Các chị về săn thật là nhanh lên thì mới có nha các chị nhá. Kèm cốc nước.
Chị nào lấy thì comment nhanh chóng lên nhá. Có đúng một cái lên lỗ em đang cầm trên tay với giá 99k đây nha các chị nhá. Chị nào lấy thì comment nhanh chóng lên cho em nào các chị ơi. Quá là rẻ và quá là đẹp luôn. Một em áo len lỗ cực kỳ xinh luôn. Chỉ có đúng một cái thôi. Chỉ có đúng một cái thôi nha các chị nhá. Cho em xin cốc nước thôi. Nhanh tay lên nha mọi người nhá. Nhanh tay lên, có đúng một cái thôi ạ. Không mua thì rất là tiếc luôn nha các chị nhá. Tất cả hàng trước đây em đã cho đi hàng hết rồi. Cái em len này bình thường là 200k, hôm nay sale của 99k thôi. Các chị không mua đúng rất là tiếc. Ngoài ra em chỉ áp dụng cho livestream thôi. Vào ra khỏi livestream không áp dụng nhá. Không áp dụng tại cửa hàng luôn nha các chị nhá. Không áp dụng tại cửa hàng ạ. Anh cứ cầm thế này cho em. Để em còn xem được comment nữa. Ra đây. Mẹ móc đi nhìn lên này. Ui tủ cửa rồi mà móc nữa. Mỡ nhỉ. Thế thiệu hết pin rồi kìa. Cửa, trả cửa rồi. Có khi này, có khi nào lại sập nguồn thì chết. Đây nha mọi người nhá, đây là một em áo nhung này. Em áo nhung này có hai màu nha mọi người nhá, màu đen và màu kem em đang cầm nhá, giá 99k nhá. Đây là màu đen với màu kem nha các chị nhá. Đen kem ạ, 99k nha các chị nhá. Đen và kem này chị nào lấy thì comment cho em nhá, 99k nha các chị ơi. Chị nào lấy thì vào đây comment nhanh chóng hộ em nhá, đen kem. Còn đúng hai cái này thôi, chế nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. 99k nhá, 99k nha các chị nhá. Mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream nhá, không chia sẻ livestream em không áp dụng nhà này đâu ạ. Ngoài ra các chị nhớ là phải chấm bài liên tục tặng em nhá các tình yêu nhá. Nhớ là phải chấm bài liên tục tặng em. Hai em áo nhung em đang cầm trên tay này, bình thường là 200k, hôm nay em sale còn 99k thôi. Nó chỉ còn hai màu nhá. Màu này là màu kem và đây là màu đen này. Đây, tại vì là em đang mở như thế này ấy. Cho nó. Đây em là cho mọi người xem nhá. Sao nó cứ không được cái comment này. Body hết rồi Huyền Trang ơi. Các chị ơi, không phải là mã nào em cũng sale được 99k đâu nha các chị nhá. Không phải mã nào em cũng sale được 99k đâu. Chỉ có những mã nào em qua rồi hay là như thế nào thì, hay là có nghĩa là qua mổ cũng được một tuần hoặc hai tuần rồi em mới xả hàng nha các chị nhá. Chứ không là hàng mới về làm sao mà xả được các chị. Body không còn một cái nào tại cửa hàng hết nhá. Đây nha mọi người nhá, đây là màu màu kem này. Có cả màu đen nha mọi người nhá, giá 99k nhá. Áo này là áo nhung nhá. Đây hàng loại 1 cho các chị đi ạ, bao chất này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. 99k nha các tình yêu nhá. Áo nhung chất rất là xịn luôn. Có đúng hai cái thôi. Màu này là màu ghi nhá. Hết rồi nha Phương Thảo ơi. Đây, cái này là màu màu kem này. Màu cả màu đen, chị nào lấy thì comment luôn cho em nha các chị nhá. Các chị không thích sale đồ hay sao nhỉ? Không thích sale đồ thì bán bình thường nhá. Không thích sale đồ thì em bán bình thường nhá, khỏi sale luôn nha các chị nhá. Không sale nữa nhá. Tí nào em kết thúc like thì em sẽ kiểm tra qua chị nào chia sẻ like như thế nhá. Nếu như mà đã được trúng mini game rồi mà không chia sẻ livestream là em sẽ hủy đơn hết và không cho đi hàng đâu các chị nhá. Đấy các chị có chờ hàng em vẫn không gửi đi đâu. Tại vì là không làm đúng luật chơi nha các chị nhá. Cả nét cả giọng lâu lắm rồi mới nói như thế này luôn ý. Tại vì bình thường toàn like kiểu ấy nhá. Bạn ơi, bộ sale tớ không sale được 99k đâu nhá. Bộ hôm nay thì chỉ sale được 199 thôi nhá. Bộ hôm nay tớ chỉ sale được 199k thôi. Tại vì tớ chuẩn bị đánh hàng rồi nên là tớ xả ít áo len với mấy kiểu áo thôi nha mọi người nhá. Bộ đồ không xả nhá. Bộ đồ chỉ sale được 199k thôi. Các chị mua ở cửa hàng ấy, bộ đồ toàn 250 thôi. Quần bò cũng không có giá là cái kiểu như là em bán ở trên livestream đâu. Em chỉ kích trên mini game thôi nha các chị nhá. Ok, đây là một em áo len xanh này, hello Việt Trinh nhá. Một em áo len xanh này. Còn đúng một cái cuối cùng nhá, chị nào lấy thì comment cho em nhá, 99k nhá. 99k nha các chị nhá. Còn đúng một cái này. Chị nào lấy thì comment cho em nhá, màu này là màu xanh ạ. 99k nha các chị nhá. Còn đúng một cái len xanh là cuối cùng này. Len cánh rơi hàng rất là hot luôn nhá. Nói chung là cái áo này cực kỳ hot luôn. Em còn đúng một cái lẻ màu em xả luôn 99k này. Chị nào lấy thì comment nhanh chóng luôn cho em nhá.
giá 99k có đúng một cái cuối cùng ạ. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Một cái em ship cũng như vậy, mà hai cái cũng ship như vậy, mà ba cái cũng ship như vậy. Đây là cái chị cổ gom đơn hộ em nhá. Tất cả hàng này chiều mai đều đi hết nhá. Ok chị Thủy Phạm này. Ok chị Thủy Phạm nhá. Mình sang má khác nhá. Hết rồi nha Lệ ơi, lên xanh hết rồi nha Đôn Xấu Xí ơi. Đôn Xấu Xí lấy cái áo len này này. Ok chị nhá. Áo len chị à, áo chị đang mang là 170 nhá. Đây nha mọi người ơi. Đây là một cái em áo len rất là đẹp này. Áo len xích này, thực ra là nhiều chị nào là khách xem bên nhà em ạ. Các chị lấy cái áo này này các chị này. Chất đẹp miên man luôn nha các tình yêu nhá. Đấy. Chất đẹp miên man luôn. Áo nâu chéo bao nhiêu là áo nâu nào em? Chị thấy chị Thủy Phạm chốt trước gái ơi. Thủy Phạm chốt trước nhá. Áo len màu nâu này chị nào lấy không ạ? À? Áo len nâu X này, mặc rất là xinh luôn, giá 99k này. Xả lố cho các chị luôn nhá. Chị nào lấy thì comment cho em. Cái len này nó rất là dày, rất là đẹp nha các chị ơi. Chị nào mà là đã là khách kem bên nhà em, các chị tin tưởng em mà lấy nhá. Áo len xích này nó cầm này đẹp lắm. Thề với các chị là chất rất là đẹp luôn, không đẹp không phải tiền các chị luôn. Chất của nó miên man và rất là đẹp. Ok, đây là một em áo của laptop BB nhá, 99k luôn. Áo len của laptop BB này 99k luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Áo này 99k, áo BB này, Lệ có lấy áo này không? Áo này mặc xinh này, của laptop nha mọi người nhá. Mặc rất là đẹp luôn. Mặc cái thời tiết này thì quá hợp lý luôn nha các chị nhá. Áo BB này ạ. Mặc cái thời tiết này quá ok luôn, không có cái gì mà bàn cãi đâu các chị ạ. Sang má khác nhá. Đợi em một kẹo em tí nữa để sạc cái điện thoại kia. Không phải đâu chị, phải thưa máy chủ lên Lệ ơi. Ok, đây là một em áo len xanh này. À, một em áo xanh nhá. Áo tay bồng này. Cái này 99k luôn nhá. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Áo này là áo tay bồng ạ. Tay bồng nhá các chị nhá. Em có đúng một cái màu xanh cuối cùng thôi. Màu xanh này là màu xanh nước biển nhá. Đây. Đây nha mọi người nhá. Giá 99k. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. 99k nhá các chị yêu ơi. Vừa đẹp mà lại còn vừa rẻ này. Áo lâu treo chân. Áo lâu treo trên là cái áo nào hả bạn? Đây, áo này là áo màu cơ giam hả? Bạn ơi, cái áo này là hả? Cái áo này hả bạn Sơn Phương? Áo này là 99k nha bạn nhá. Áo này 99k. Áo xanh này chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. 99k này. Bao đẹp cho các chị luôn. Áo màu xanh nha các chị nhá. Màu xanh nước biển là chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Em sang má khác nhá. Thực sự là lần này em nhập len về toàn là hàng len cao thôi. Có nhiều thứ không thể sale được các chị ạ. Không thể sale được, nhập vào 200.000 hơn 200 thì không thể sale được. Sang váy ren nha mọi người nhá, em sang váy ren nhá. Đây là váy siết Thanh Hóa 25k chị ơi. Đây ạ, cái này là váy ren thiết kế này. Size S, size M nha các tình yêu nhá. Đồng giá là 199k này. Chị nào chưa có ren thiết kế thì các chị hãy sắm cho mình một em ren thiết kế đi các chị ơi. Hàng rất là đẹp luôn, đủ size nha mọi người nhá. Cái này là màu đỏ này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhé. Màu này là màu đỏ nha các chị nhá. Cái này là 99k luôn. Đây sang mã màu gì nhỉ? Màu này là màu trắng nhá. Màu da này, em biết qua nhanh luôn nhá. Màu da tiếp nha các chị ơi. Đây là màu da. Sang em này này, em vô cho mọi người xong để em qua ấy luôn. Đây nhá, đây là màu trắng tiếp này. Còn là ren thiết kế hết nha mọi người nhá. Hai size SM nhá. Giá 199k này. Body này. Đây là em gen body nhá mọi người nhá. Đây, gen xòe này. Trời ơi, mấy cái kiểu này thì quá là đẹp luôn. Em list qua những mẫu này luôn nha mọi người nhá. Tại vì là hàng gen này đây là em sợ móc mà nó sọc vào một cái thì chỉ có bị hỏng váy thôi ấy. Nó sọc một phát là chỉ hỏng gen thôi. Vì hàng gen này mình phải bảo quản nó rất là mạnh, nó không dùng cái áo len hay là cái quần bò mình thích vứt cho láo cũng được nha mọi người nhá. Tại vì là hàng cao nhá. Đây, váy đen này. Chị nào lấy đen thiết kế này thì báo em luôn nhá. Hàng này từ 250, 270 này xả xuống 199k. Đây. Đây nha các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn. Em treo hàng này lại nhá. Anh cứ treo cho em mấy cái này đi. Không em mấy cái váy này nó hỏng hết rồi đấy. Đi qua bình thường thôi. Đây, treo cả mấy cái này đi em. Treo cả mấy cái này đi em. Treo đấy nha.
anh bị bài viết của anh bị cái gì đây? Cô Tấm ấy có phải bạn ở Hà Đông không? Ngày xưa bạn mua hàng nhưng không nhận được hàng đúng không? Nếu như mà một lần là các cậu đi và tới ship hàng và bom hàng một lần nó không ship hàng nữa nhá. Hủy đơn hết. Cái màu đen này có cả màu da đấy. Đây đây chị ơi. Này. Em gửi lên cho chị xem này, xem đẹp miên man luôn. À rồi rồi rồi, ok bà nhá. Áo nâu là 99k nha chị Thiên Trang. Đây đây đây. Trời ơi khổ quá, hôm nay bà thay tên ít thì tôi chịu luôn đấy. Đây nhá. Đây nha Thủy ơi, đây nha Thủy ơi. Thì xem được chưa? Bà ăn lấy vải body à? Đây body tôi còn hai cái này này. Đây nha bà ơi nhá. Đây cho xem gần này. Cái này á, nó là họ tiết ra cái kiểu hình như bông hoa nhá. Bông hoa cánh tròn này. Còn cái này là nó kiểu tầng tầng. Đấy, rơi hai cái xem luôn nhá. Em chịu với Thùy ơi, hàng xe rồi không, em không mặc thử đâu. Em sẽ lấy size cho chị luôn. Tại vì màu đen mà chị. Đây nha chị nhá. Cô Tấm xem được chưa bà ơi? Đây nhá, cho hai cái thế này để xem nó rẻ luôn này. Áo nâu 56cân mặc vừa chị ơi, co giãn cho chị Thiên Trang nhá. Áo đấy màu da phải màu nâu đó chị ơi. Màu đen nó bị lóa lắm Thủy ơi. Bà ơi tôi chỉ có màu hồ. Bà ơi chỉ có màu trắng thôi nhá. Riêng tôi chỉ lấy màu trắng với màu da thôi. Nó chỉ có màu trắng với màu da thôi mà các chị. Mà váy riêng thường thường em thấy người ta toàn mặc màu trắng mà. Trắng với da ấy. Còn mặc trắng với da thôi. Chị nào lấy đi comment cho em nhá. Thùy ơi màu đen này, lấy mẹ cái màu đen ấy ship luôn một thể luôn này. Đây màu đen thì rơi đằng sau cái này có khi đỡ bị lóa hơn này. Vũng Tàu là 30k nha chị ơi. Đây đây nha mọi người nhá. Cái sau. Cái này hả? Cái sau là cái nào của bà? Đây đây đây. Trời ơi mấy cái này thì mặc ở bên trong nó có một lớp nữa là đằng sau xẻ nhá. Có một lớp đây, một lớp bên trong rồi nè. Không lo bị mỏng đâu nhá, không lo bị mỏng đâu. Gen hả chị? Đây chị ơi. Đây chị nhá. Trời ơi gen này quá đẹp luôn Thủy ạ. Này ở bên dưới của nó này. Em dơ màu đen ấy nó hơi bị lóa luôn đấy. Có size bà ơi, khổ quá đây này. Có tùy từng size nhá, có mã thì size ML, có mã thì size SM nhá các chị nhá. Đây, nó đều có size hết đây nha các chị ơi. Hàng gen em đảm bảo là hàng gen thiết kế rồi. Nên là các chị yên tâm luôn nhá. Em là bán gen thì em chỉ bán gen thiết kế thôi. Thì vì hàng này em treo từ cơ sở 2 cho khách lẻ vào mà. Chị Thiên Trang ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị Thiên Trang nhá. Thiên Trang còn men hộ em địa chỉ số điện thoại nhá. Hàng có 99k thôi là mong các chị đừng có bom hàng em đấy nhá, không là ship vào Vũng Tàu để mà bom hàng chịu chết thôi đấy chị ạ. Bạn xem được chưa cô Tẩm ơi, xem được chưa? Mọi người nhu cầu xem con bò thì báo em luôn nhá. Ô cái chị Thiên Trang một áo màu lâu này. Chị Thiên Trang ơi, đây nha chị nhá. Đây ạ, đây nha chị Thiên Trang nhá. 199k nha Thủy ơi, 199k. Chị có lấy luôn không để em ship luôn nào cho nó nhanh. Lấy luôn không để em ship luôn. Có chị nào chưa có túi không? Em dành tặng cho các chị một cái túi này 99k. Một em ngực 87, em 60 mặc size S được rồi. S thì tôi thấy này chỉ có hai size thôi. Một là SM, hai là ML. Thì nhiều chị tầm 52cân, 50 trở xuống thì vẫn mặc được size M, à size S bình thường nhá. Hoặc là size M bình thường nhá. Đấy. Cái túi em đang đeo trên người này 99k. Bao chất nhá, không bị lỗ lầm một cái gì hết nha các tình yêu nhá. 99k nhá. Chi ân cho chị nào đã mua, chị nào đã mua hai sản phẩm rồi. Trong like này nhá, chị nào đã có hai cái thì mới được mua 99k nhá chị yêu nhá. Mọi người thấy không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn bên trong của nó này. Rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn nha các chị nhá. Hàng không hề bị lỗ lầm một cái gì hết đâu nha các chị ơi.
không hề bị lỗi lầm một cái gì luôn. 99k luôn. 99k luôn nhá. Ok bà cô tắm nhá, cho bà cô tắm này. Túi này em đang đeo 99k nhá. Chế nào lấy đi chốt luôn cho em nhá. Đây. Trời ơi quá là đẹp luôn các chị yêu ơi, 99k một em như em đang cầm. Các chị có thể tin vào mắt mình được không ạ? Là cực kỳ sang chảnh luôn nha các chị yêu nhá. Có quần bò nha, bạn hỏi làm gì nhá. À, Thúy ơi, có lấy váy đen không? Lấy váy đen không? Để em chốt đơn luôn nào. Túi này em bán cho chị nào có từ 2 sản phẩm 99k nhá. Không có hai cái không bán nhá. Em qua mã khác nha. Anh em bỏ cái này để cái kia đi. Em lấy màu lu xè. Đu xẻ, lúc nãy tôi dâu nhiều đu lắm bà ơi. Mà gen này gen thiết kế ấy, không có bình thường các chị không mua được 99k đâu. Nên là các chị chịu khó lấy đi. Chịu khó lấy đi các chị ạ, à, thề luôn các chị luôn. Bình thường không có giá này đâu. Bình thường làm gì có cái giá này đâu. Lấy nhá. Cái đấy có màu nu ấy, chị xem màu nu đi, cho xem màu nu nó rõ. Đây như bà cô tắm nhá, hai mã nu này. Xem được hai mã nu chưa bà ơi? Xem được chưa thì comment cho tớ nhá. Trời ơi, khổ quá, này em dâu lên 30-40 cái váy gen mà các chị lại hỏi em là còn váy gen khác không? Em dâu 30-40 cái là toàn 30-40 mẫu hết đó. Chả đấy các chị comment cái gì nên em cho đến cất hết gen rồi. Vì gen này á, nó là hàng cao mà em chỉ cần đụng cái móc này này, cái móc này nó rất là nhọn, đụng một phát là nó rách mất cái váy gen rồi. Nó bị lỗ nhiều lắm nên là em phải cho lên thanh luôn, không qua mẫu là cho lên thanh luôn chứ không treo, không treo vừa ném vào vừa vào vẫn đây được. Để em kéo lên cái kia. Chị Thủy có xem váy gen đen được không để em qua mẫu nào? Qua mẫu được chưa các chị ơi? Qua mẫu được chưa để em qua mẫu nào? Ở bên này á toàn ở bỏ ở bên kia, bên này cho khách lẻ vào mà nên là nó ấy lắm, toàn là hàng cao thôi chứ không có hàng rẻ đâu nha các chị nhá, toàn là hàng cao thôi. Ok qua mã khác nhá. Bây giờ các chị muốn em liếc không bảo là hay khúc liền nhá. Em xem khúc liền 150k nhá, xem khúc liền 150k nhá. Màu á? Chị xem chắc điện thoại do mạng của em ấy, mạng của chị vẫn xem bình thường. Mẹ của chị vẫn xem bình thường nhá. Ô, lạc hậu em cái kia vậy. Nguyên Bảo Ngọc ấy, em đừng bỏ lên comment cho chị nữa. Bao nhiêu luôn ấy, chị trả lời em từ rất nhiều cái like từ trước luôn ấy, mà chị không thấy em trả lời một cái gì luôn. Đấy, nên là em đừng có vào đây em hỏi nữa. Chị trả lời em nhá, phải ba cái like rồi em toàn vào đây vào comment là một cái xong em thoát ra luôn. Hỏi không biết trả lời một cái gì luôn. Vừa vào vẫn đâu nha các chị ơi. Len vàng này 99k à quên.
Cùng lấy cho tớ size S luôn đấy nhé. Ok bà luôn nhá. Ok bà này, chốt cho gì nhỉ? Cô tắm là An An đấy. Đây nha mọi người nhá, một cái áo em đang mang, áo vàng này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Áo khoác vàng 150k này. Em đang mặc đây nha mọi người nhá. 220 ạ, xả còn 150k này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nha các chị nhá. Chị nào lấy thì comment luôn ạ. Đấy, bao chất cho các chị luôn nha. Đây, rất là xinh luôn nha các chị nhá. Em còn đúng một cái màu vàng này nha các chị yêu nhá. Xả 150k. Em chỉ áp dụng ở trong livestream thôi nhá. Bình thường em bán cái khoác em đang mặc này với giá là 220 ạ. Và hôm nay xả ở trong livestream ạ là 150k nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Đây nha mọi người ơi, chất len này rất là mịn này. Và cực kỳ đẹp luôn. Không áp dụng cái giá này ở ngoài livestream và tại cửa hàng nhá các tình yêu nhá. Các tình yêu nghe rồi không ạ? Em chỉ áp dụng ở trong livestream thôi. Đấy. Ok bà cô tắm nhá. Chị nào lấy len vàng thì comment cho em nhá để em qua mã khác nhá. Đấy. Chị nào lấy thì comment cho em để em coi mà lên khoác khác ạ. Ok, con mà lên khoác khác nhá. Em bây giờ em sẽ sang một cái màu gel này. Qua màu em sẽ không đít lại nữa nha, cho nó nhanh nha các chị ơi. Nốt cái mã này thì em sẽ like xong quần bò nhá. Nốt mà lên thì em sẽ like xong quần bò này. Mọi người có xem khoác gió không? Có khoác gió đấy. Chị nào mà xem khoác gió thì bảo em nhá, có khoác gió đấy. Quần bò xong thì bộ đồ cho các chị nhỏ. Like quần bò xong thì list xong bộ đồ được không? Đây là len xanh gel nha các tình yêu nhá. Len khoác xanh gel này 150k nhá, xả 150. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Sale 150k. Mọi người xem áo xanh gel chưa? Sale 150 này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Len mỏng. Có thể là bây giờ là nó chưa lạnh nên là các chị chưa thích dám len này rồi nhở. Em thấy năm nay cũng chưa lạnh cơ. Ngày mai em sẽ đi lấy hàng, em sẽ lấy hàng mỏng mỏng thôi cho nó nhanh nhá. Đây, chị nào lấy thì comment cho em nhá. Khoác len em đang mang là 150k này, bao cho các chị luôn. Đấy, còn chị nào muốn xem váy gen thì bảo em luôn nhá. Bên em đang xả gen từ 250 đến 279k, xả với giá là bây giờ còn với giá là 199k nha các chị nhá. Hai size S và size M nhá. Khoác lên em chỉ mặc dài đến đầu gối nha gái ơi nhá. Tầm đầu gối hoặc là trên đầu gối một tẹo nha, ngăn bờm nhá. Sang khoác lên khác nhá. Nếu như mà lạnh rồi thì các chị phải sắm đồ dần đi chứ không bữa sau là lạnh nè. Em không sale đâu. Thề luôn đấy, nóng quá em hâm hâm lên em sale đồ đấy. Nóng quá là em hâm hâm lên là em sale đồ đấy các chị ơi, chứ bình thường không có giá này đâu. Đây là một em màu khoác xanh xanh la xanh dương nhá. Cái này là 150k luôn. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. 150k mà em đang mang. Hello Phương Thảo. Phương Thảo lấy áo khoác không gái? Chị đang sale đồ đây. Đây mọi người nhá, như thế này cho nó rõ cái khoác. Khoác xanh em đang mang này, xả 150k nhá. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Màu xanh. Em còn đúng một cái màu xanh này cuối cùng thôi. Chị nào lấy thì chốt luôn này. Đây là một em đầy tiếp 150k này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Này nhiều chị nào mà tiết nào mà kết thúc like mà vào xem lại like của em ấy thì em nói với các chị là em chỉ bán ở trong like thôi nhá. Đấy, các chị này đừng vào inbox cho em nhá. Tại vì là em không bán ở trong inbox nha các chị nhá. Chỉ bán ở trên live thôi, không bán ở trong inbox nha. Đảm bảo các chị mà mua được một cái len mới mà hàng có sâu ở lại mà 150k là quá là rẻ luôn. Tại vì là nhập vào nó cũng không có giá này luôn đâu các chị ạ. Tại vì len rất là dày luôn nhá. Gen cổ đen, gen cổ đen là gen nào hả chị? Em không nhớ đâu chị ạ, nhiều mảng em không nhớ đâu. Sang mảng khác nha. Em chỉ chốt trong livestream thôi nhá. Em tắt live tức là không còn hiệu lực nha các chị nhá. Em tắt livestream tức là không còn hiệu lực để mà sale thôi các chị ạ. Các chị nghe rõ hộ em ấy nhá. Đây, anh cắt cho em cái váy gen đen này với. Thôi cứ mấu này cho em này. Váy gen cổ đen à? Váy gen cổ đen còn nha gái nhá. Gen cổ đen còn.
Đây khóc vàng này nha các chị yêu nhá. Cái này là 150k nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. 150 ạ, bao chất. Cái gì vậy? Em còn màu vàng với màu xanh nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. 150. Bao chất cho các chị luôn. Len dày thế này cơ mà các chị này. Này, len nó dày thế này luôn mà có 150k thôi. Rẻ quá trời rẻ luôn các chị ạ. Đúng là không mua ở đâu được cái này luôn đó các chị ơi. Không mua ở đâu được cái này luôn. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. 150k mà em đang mang này. Hiện tại còn màu vàng và màu xanh nhá. Má này còn vàng và xanh ạ. Váy ren cổ đen đấy, có quả màu đen và màu da đấy em. Có đen với da đấy. Thôi anh có vào nick được của em không ấy? Nhập mật khẩu à? Em đang kiểm tra lượt chia sẻ. Bạn biến bọt bẹt đấy, bạn có nghe rõ không bạn ơi? Bạn biến bạn gì đấy, biến bọt bèo à? Bạn có nghe rõ không bạn gái ơi? Bạn có nghe rõ không ạ? Váy ren cổ đen còn màu da với màu đen nhá. Ok, bây giờ em cứ giờ công list sang má này này. Em bây giờ em sẽ qua màu khác nhá. Những chị nào mà vào xem live sau này, hay em khi em tắt live stream rồi thì các chị mới vào xem nhá. Các chị đừng vào inbox cho em nhá. Em không chốt đơn ở trong inbox và cũng không bạn giá sale này ở trong inbox luôn nha các chị nhá. Em like đúng tầm 30 phút rồi này em sẽ nghỉ like nhá. Like 30 phút rồi là em nghỉ live stream. Ok, qua má khác nhá. Còn một cái len ngắn này nữa. Chuẩn bị trao lấy cái này. Đây, đây là khúc len màu màu cam đất nha các chị nhá. Má này hôm trước cũng rất là hot rồi. Còn một cái cuối cùng ạ. 150k nhá. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. 150. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Còn một cái cam đất cuối cùng ạ. Đây, chất len này rất là dày luôn nha các tình yêu nhá. Chất len rất là... chất len rất là dày luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha các chị nhá. Hết rồi nhá, không xả lên chỉ chỉnh ra nữa. Hết rồi. Ok, coi mã khác luôn nhá. Anh bỏ sang đây kia, anh trao cho đấy. Ok, bây giờ em sẽ lít quần bò nha. Lít quần bò hay bộ đồ các chị? Bây giờ lít quần bò nha. Cho em. Cái nào hả em? Cái nào mà đốt xấu xí? Trời ơi, giải mất cái móc rồi. 10.000 đó. 10 cái móc. Cái nào hả đâu xấu xí ơi? Cái màu cam à? Khoác cam hả em ơi? Comment giúp chị nha. Phải cái cam không đâu xấu xí ơi? Comment giúp chị nhanh nhanh lên nào, để chị chốt đơn nào. Phải cái màu xanh không? Cái này hả? Cái màu cam này hả em? Có cả váy hon đi dài đấy các chị. Có cả váy hon đi dài đấy. Phải cái màu cam không? Comment cho chị cam là chị biết rồi nha gái ơi. List sang quần bò nhá. Bà ơi, tôi đang live stream tôi không check được. Màu dạ hôm trước thì hết rồi nhá. Dạ hôm trước bà bảo tôi là lấy cho bà một cái thì hết rồi, tôi không lấy được. Bây giờ em đi sang quần bò các chị được thấy được không, hay là chân váy dạ? Quần bò được không các chị ơi? Ok, ngày mai chị đi lấy hàng quần bộ để chị dồn hàng luôn nhá. Dồn xấu xí. Ok, lít quần nhá. Bây giờ em sẽ ghi một cái bình luận là quần đồng giá 199. Quần mẹ mất thế này. Ở đây xem quần rồi nhá. Ở đây xem quần rồi đi gái ơi. Đợi em một tẹo. Các chị đợi em một tẹo. Cái nick của em bị ẩn comment, không thấy comment của các chị ạ. Khổ lắm.
em một tẹo nhá. Quần bò Becky ở chị Nguyễn Lan ok nhá. À, bò Becky, bò đen nhá, bò đen này trước 199k này. Đủ size nhá, chị nào lấy thì comment cho em nhá. 199k bao chất. Anh đưa cho em cái váy đen đấy. Màu đen cùng với một mã đấy là màu da rồi nhá. Màu đen cùng với mã đấy là màu da nữa. Em chuẩn bị đi đánh hàng về rồi, đây là em đang sale một số mã cho các chị để cho nó rộng cái cửa hàng một chút để chứa hàng nha các chị nhá. Đây nha, biến bọt bèo nhá. Đây. Đây nha các chị ơi. Màu này là màu da này, màu đen đây. Da đen nhá, 199k này. Cái thời tiết này mà. Ok, đơn số xí mà cái quần này. Nay vẫn hơn 50 cân hả gái? Nay vẫn hơn 50 cân à? Anh ngồi bên này chút hạt đâu cho em nhanh. Thấy được chưa Biển ơi? Biển bọt bèo, xem được chưa gái? Quần Becky là 220k, em sale 199k cho các chị luôn đấy. Này, hàng này hàng Gucci này các chị này. Hàng Gucci cho các chị luôn nhá. Đấy. Giờ cái màu nu tới xem, màu nu đây. Cái viền đen ở cổ. Cái viền đen ở cổ với ông tay thì chỉ có màu nu thôi em ơi, chỉ có màu nu không có màu đen nhá. Ok, đơn số xí này. Màu nu của bà đây, màu nu đi bà ơi. Đơn số xí. Đây nha bà ơi, màu đen với màu nu như nhau nhá. Chị Thùy Phạm còn xem like không? Chị Thùy Phạm còn xem like của em không? Thùy Phạm còn xem không này? Màu nu này với màu đen là một nha chị Thùy nhá. Đây màu đen này bỏ sau này, em biết là ngồi đấy rồi mà. Sang mã khác nha, Thùy đã xem được chưa? Sang em mã này đi. Mã này có lẽ sai gì đây? Không sao mẹ mã khác thì cái mã này lẽ sai. Quần le các chị xem quần le không? Xem quần le không? Này, chốt cái này cho bạn là ghi là LL đấy, em không nhớ nick. Ghi là LL đấy. Thế là vậy em kiểu vậy nick. Ok bà cô tấm này, mã này là size ML nhá, thì lấy cho bà size M này. Ghi là không biết đi, không nhớ. Ghi là LL đi. Này, cô tấm cái này nữa này. Ok cô tấm nhá. Đây quần bò Becky tiếp nha các chị yêu. Em tiếp quần bò Becky trước nhá. Đủ size nhá, quần nào đủ size em sẽ cho mọi người xem đủ hàng đủ size trước. Đây nha các chị yêu ơi. Cái này là 199k luôn nhá, hàng Becky ạ, bao chất. Becky nha các chị yêu nhá, bao chất cho các chị luôn. Đấy. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Mọi người xem rõ quần giá đằng sau không mọi người? Xem rõ quần giá đằng sau không? Ok bà luôn nhá, tôi sẽ chọn size chuẩn cho bà yên tâm. Đây quần này biết ghi tiếp này giá 199k luôn. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. 199k. Bao chất cho các chị yêu ơi. Các chị có nghe rõ không? Cái này là màu xanh này, đây là mã màu tối hơn nhá. Đây là màu đen kèm đai luôn, 199k luôn. Màu đen kèm đai này. Cái này hình như là còn có một cái này. Xe này là xe S. Xe này là xe S nha các chị yêu nhá. Mọi người mình nghe rõ không mọi người ơi? Kèm đai luôn nhá. Cái này này. Chị nào lấy quần bò này thì comment cho em nhá. Em đang treo các cái mã quần bò lên cho các chị xem đấy ạ. Đấy là em dơ màu đen là nó hay bị lóa lắm. Bà ơi màu nu là size M với size L. Đấy cái gì chỉ riêng có mình màu nu với màu đen là cái mã này là chỉ có ML thôi, còn mã kia là SM nha bà nhá, chỉ có mình mã đấy là ML thôi. Khổ quá. Nó chỉ có hai size, một là SM hay là ML thôi nha bà ơi. Quần đen chị nào lấy được thì comment cho em nhá, sao một cái quần rách rách đi. Đây sao em quần này đi. Đây nha các chị yêu. Đấy, sao một quần rách tiếp. Ok bà. Chị nào xem quần rồi thì báo em nhá, để em cho mọi người xem quần. Nếu xem bộ đồ thì báo em nhá. Ok đâu xấu xí nhá. Có lấy thêm quần nữa không thì báo chị nhá. Lấy thêm quần nữa thì báo chị luôn. Xếp luôn một thể luôn nào.
mọi người có ý kiến mà muốn nhập thêm gì thì vào inbox cho em nhá, để em cho hàng về nhá các tình yêu nhá. Đấy, mai hàng về mọi người có nhu cầu lấy thêm gì hay như thế nào thì cứ vào inbox cho em nhá. Ngày mai em sẽ cho về hàng nha các chị nhá. Có chị nào lấy quần được không các chị ơi? Còn chị nào lấy quần được không nào? Để em list luôn nhá. Đây sao mà quần em men thế này này, treo nó bị gãy luôn cái móc luôn đấy. Fan Hậu đang xem livestream của chị à? Chia sẻ livestream đi Fan Hậu ơi. Chia sẻ livestream cho chị đi. Úi trời ơi, cái quần khóa này của chị nào chưa dinh được không ạ? Cái quần khóa này của chị nào chưa dinh được không thì dinh luôn đi nè. Quần quần này em còn một ít, là lần này là về hàng cuối cùng nha các chị nhá. Về hàng lần cuối cùng ạ. Các chị có sale, có xem nỉ bông sale không? Xem nỉ bông không á? Xem nỉ bông thì bảo em luôn nhá. Hello Dương Nhật Linh nhá. Anh ơi chào mấy cái gen này vào cho em. Bà ơi, giờ này tôi ngại lên dáng giả man luôn. Ngày xưa tôi mặc từng mã một, từng mã một luôn. Còn thì tôi không có mặc lên đâu. Giá nào dám có thì tôi bảo, tại vì là hàng bên là tôi toàn hàng cặp cao đấy. Toàn là hàng cặp cao thôi. Mà nên là tôi ơi, cái nào mã nào nó là cặp cao thì tôi sẽ nói với các bà là cặp cao nhá. Còn cái nào không phải là cặp cao dáng rộng thì tôi sẽ nói với các bà dáng rộng nha. Thử quần mệt lắm, tại ở bên này nó chật lắm, không thử được không ở nhà. Em có chốt váy ren đâu chị đâu, chị Thùy chưa chốt cái váy ren nào của chị đâu. Đây nha mọi người nhá, quần xanh kèm đai thế nào mà mới. Áo da chị có sẵn hàng ở Hồng Phượng, nhưng áo da đắt thì chị không xe, à, không bán thôi. Em đã bảo rồi, phải ở như cửa hàng là phải đầy đủ tất cả các mã nhá, chứ không phải là treo mấy mã linh tinh được đâu. Cái gì nó cũng phải có, ít nhất là nó cũng phải có nhá, không có nhiều nhưng mà ít nhất nó cũng phải có nhá Hồng Phượng nhá. Bò này là bò xanh pha hai màu này. Em có chốt cho chị cái váy ren nào đâu chị? Này chị có bảo lấy đâu mà em chốt. Thì vậy nó chốt váy ren đâu? Không. Không, trong kia anh thích trêu em không? Tát cho bây giờ. Còn chế nào xem gì được không để em list nào. Còn chế nào xem gì được không? Bây giờ chắc là mọi người lại buồn ngủ rồi á, mới có 10 rưỡi mà các chị. Em bình thường làm việc đến 1-2 giờ sáng là bình thường. Mới ai được 1 tiếng 8 phút cơ mai. Có ai giống như anh không? Phao thì chắc chưa lít đâu các chị ạ, phao để mấy hôm nữa nhá. Mấy hôm nữa lạnh lạnh thì em like phao nhá. Bộ đồ có chị nào xem bộ đồ không, để lít bộ đồ luôn. Không có chị nào thích quần à? Bà có nhập áo dạ lông hay không? Không bà ơi trời nóng cái này nhập dạ lông làm gì? Nóng như một cái con ma này, tôi đến lấy hàng á, tôi đâu phải mặc áo hai dây này, tôi đâu phải mặc áo hai dây này. Các bà biết không? Nó quá là nóng luôn. Nóng lắm. Ừ. Nhà này một nguyên một cái tòa này cho thuê, một cái tòa bên kia cho thuê, còn hai cái nhà nó cho thuê nữa. Ở số mới. Ở đây phòng giá nhất là hơn 1 triệu. Trên bà lạnh á, chứ tôi là một lỏng lắm. Lỏng kinh luôn, ở trên Điện Biên lạnh rồi hả bà? Ừ. Là của nhà bà Giang hả? Thì chắc bây giờ thì ăn ở nhà bếp đi. Nhiều quần bò lắm mà chả thấy các chị nói cái gì nên là chả lít được quần bò, không xe được quần bò luôn á.
mình chớ đây nè. Áo len nhá, xả 150 này. Áo len này xe 150 nhá, chị nào lấy thì comment cho em. À em có một bộ len em xả 199k, có chị nào thích không? Em có đúng một bộ len cuối cùng thôi, hàng đẹp nha các chị nhá, hàng cao cấp. Em xả là 199k, có chị nào thích không? Em cho xem luôn. Có đúng một bộ thôi các chị ạ. Có đúng một bộ thôi, chị nào xem bộ len thì bảo em nhá. Mẹ em tung nước ấy. Đó là chớ là. Áo len em đang cầm trên tay nhá, màu hồng màu vàng này, xả 150 nhá. Hàng 200k xả 150k này, chị nào lấy đi comment cho em nhá. Xả 150 này. Còn màu vàng màu hồng nhá, hai dây khác nhau, một dây là dây báo, một dây là dây sọc. Chị nào lấy len này thì comment cho em nhá. C150k. Hello chị Hạnh Nguyễn nhá. C150 nhá, chị nào lấy thì comment cho em với ạ. Len chế vai hết rồi cô Tẩm ơi. Bà vào xem like đi, tôi có một cái màu hồng nhưng nó bỏ bên cơ sở 2 rồi. Có size to nha bạn Kim ơi. Size L to nhất. 55 cân mặc vừa nha chị ơi. Chị muốn màu đen hay màu xanh à? Chị muốn xem mà, chị muốn mặc màu đen hay màu xanh hả chị? Len này có chế nào lấy không nào để em xả luôn. 150k nhá, xả len 150k. Chị nào xem bộ len thì bảo em cho xem bộ len luôn. Em nhớ là nhà mình lấy rất nhiều. Ừ, bà với mặc xanh L nhưng mà ý là muốn xem đây đen hay xanh á. Dạo này á, khách nhà tôi toàn là khách to rồi. Thế méo là bán xe L chậm nhất. Bình thường còn lẽ xe L mà bây giờ lại còn lẽ xe S xe thì gửi hàng luôn. Màu vàng đây cô Tẩm ơi. Còn mỗi một cái màu vàng thôi, 99k luôn nhá. Đây bà ơi, 99k luôn này. Còn vàng với da đấy. Chị nào lấy thì comment luôn cho em luôn nhá. Vàng da 99k. Áo sale là 150k nha bà Kim Nhi nhá. Kim Nhi lấy không? Sale 150k nha gái nhá. Hello chị khuyên tay nhá. Trời ơi, cái áo sale đừng bắt tôi thử là mà. Của anh mẫu đang lên thay. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. 99k này còn màu da và màu vàng nhá, em không mặc đâu. Đây, em có mặc ở live trước rồi. Đây nha các chị yêu nhá. 99k này. Chế nào lấy thì chốt luôn. Lenner còn màu vàng thôi em ơi, còn mỗi mình màu vàng với màu hồng thôi nhá. Còn vàng với hồng thôi, còn đúng hai cái đấy thôi. Thì sale là 150 đấy. Đây. Chất len này vẫn giống như hàng em lấy hôm trước là 200k nhá. Cái len này là màu báo này. Cái dây này là dây báo nhá. Còn dây này là dây họ dây như thế này này, dây giống em lấy. Đấy. Ok cô Tấm này. Kim Nhi lấy thì báo chị luôn nhá. Kim Nhi lấy thì báo chị luôn. Vàng hồng nhá, vàng hồng nha Kim Nhi nhá. Em biết chất mà em mua hàng là chị hôm trước là trả 200k thôi. Bây giờ sale còn có một lấy. Sale gọi là sale âm vốn luôn. Âm vốn luôn nha các chị ơi. Em sẽ mặc sang hai cái này nhá. Sau này em béo nên em không thở được. Em mặc cái gì em cảm thấy khó chịu thôi. Nên là mặc quần bây giờ là cảm giác khó chịu lắm, nó không giống như ngày xưa. Tại vì là béo ấy. Nó không giống như cái thời còi cày cày, còi còi đó, bây giờ béo lắm rồi. Đây em mặc cái này nhá. Cái này xả 99k luôn này. Lạnh rồi các chị sắm đồ đi các chị ạ. Sắm đồ, mua đồ xong rồi về trong tủ á. Hôm sau á nó lạnh, các chị đỡ phải mua đắt. Áo này xả 99k luôn này, chị nào lấy đi chốt luôn cho em nhá. Đây. Cái này có màu trắng, màu đen nhá, trắng đen này. Chị nào lấy thì comment cho em nhá.
còn trắng với đen chỉ 9k. Trắng đen nha các chị nhá. 60 61 cân còn mang ok này. Trắng đen nhá, 99k nha các chị ơi. Màu trắng và màu đen ạ, à, bao chất. Còn hai cái cuối cùng ạ, à, chế nào lấy thì nhanh tay đi nha các chị yêu nhá. Mọi người nhớ là chia sẻ livestream giúp em nha các chị yêu nhá. Lẹ lẹ áo này không? Áo này đi học được đấy. Chế nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Còn một cái cuối cùng, màu trắng với màu đen nhá. Trắng đen. Khiếp, cái mắt mình thâm vào trong cái line này nhìn thấy cái mắt cũng thâm cơ. Đây nha mọi người nhá, đây là màu đen này. Em đang mang là màu trắng. 99k nhá, chỉ bán trong line thôi. Ngoài line không bán. Này em ương lắm, chỉ bán trong live thôi, ngoài live không bán, không áp dụng tại cửa hàng luôn. Chị nào lấy thì comment cho em nhá, chỉ 9k nha các chị yêu nhá. Còn một cái màu đen và một cái màu trắng à. Chế nào lấy thì chốt đơn luôn cho em nhá. Có chế nào lấy áo này được không? Còn chế nào muốn xem cái gì được không? Để em qua mẫu luôn nào. Nguyễn Lan có sẽ Nguyễn Lan, em hỏi cái nào á? Em vừa mua ủng hộ bạn em quần áo một cái màu trắng sáng nay. Ôi vậy hả? Thế mà dạo này không thấy, không thấy xem like của chị mấy. Dạo này không thấy em xem like của chị mấy luôn á. Thôi bạn mới mở quán ủng hộ cho bạn được, ủng hộ chị nhiều rồi mà ủng hộ cho bạn tẹo cũng được. Quần em đang treo ở trên đủ size nha các chị nhá. Quần đang treo trên đủ size đấy ạ. 10 phút rồi em nghỉ like nhá. Còn chị nào xem gì được thì bảo em luôn nhá. Áp dụng giá trong live stream, ngoài live stream không bán nhá. Xem live xong lại tốn tiền. Bà ơi, mình là con gái mình phải sắm đồ, mình phải mua đồ chứ. Chứ không mua thì đến lúc nào mới mình không chăm sóc bản thân mình thì ai chăm sóc bản thân mình nữa đây bà. Tôi đi bán quần áo nhưng mà cả ngày lấy quần áo đây. Thế cái này để người kia luôn á. Cả ngày lấy đồ mà, 10 phút em nghỉ like nhá. Em đang nói là những chị nào mà xem live của em, xem live stream của em ấy, em chỉ áp dụng trong này thôi. Mà khi em kết thúc live stream các chị mới vào xem live á, em không áp dụng giá này nha các chị nhá. Em nhắc lại lần nữa, các chị vào inbox với em á, em cũng sẽ không bán giá 99k đâu. Em nhắc lại một lần nữa nha các chị nhá. Đấy, nên là chị nào lấy chốt luôn luôn nhá. Em chỉ còn 10 phút em like nữa thôi. Và kết thúc buổi live stream là không sale rồi nha mọi người nhá. Quay về giá cũ nhá. Áo phông của team hết rồi nha em ơi. Áo phông của team hết từ lâu rồi em ạ. Má này má 99k. Má này chỉ còn má giống như chị đang mang với quét vai thôi nhá. Quét vai đang treo đằng sau đấy. Dọn móc lên nhanh ngay, dọn móc lên để chuẩn bị ký dần đi. Đi con về. Nắng lắm. Hello Dung nhá. Dung ơi, xem quần bò Becky về không em? Quần bò Becky mà hôm em hỏi đấy. Nó vừa về thêm đấy, có xem không thì bảo chị nhá. Nó vừa về thêm đấy. Quần bò bên nhà mình đều là quần bò cặp cao hết nha bạn ơi. Không rách hả? Không rách đúng không Dung? Đây em ơi, ức mà này không? Bà ơi, tôi ghen nhiều lắm nhưng mà em mà nói với chị là bây giờ ngày xưa em có một cái cửa hàng. Một cái cửa hàng thì nó sẽ khác, mà bây giờ có hai cửa hàng nó sẽ khác nha các chị nhá. Nó rất là bận. Nó không giống như ngày xưa đâu các chị ạ. Ngày xưa có một cái cửa hàng nó sẽ khác, mà bây giờ có hai cửa hàng nó sẽ khác nha các chị nhá. Nó không giống như nhau được. Đấy, nên là các chị thông cảm giúp em với nhá. Ok, Bùi Thị Thanh Dung này. Quần bò chị trả đồng giá 199 nhá. Đen đen nào hả bà?
kẹp đai luôn này, 199k nhá. Má này là má hôm em hỏi này, má này cũng 199k luôn nhá. Lấy đi comment, lấy đi comment cho chị luôn nhá. Cứ bị ợ hờ thôi, nằm bị đau ở giày. Đây nha mọi người nhá, cái đen này cũng không rách nhá, 199k này. Cái này cũng kèm đai 199k nhá, đủ size này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá, dáng boy nha gái nhá. Cái chị có màu xanh nha vợ của trường ơi, có màu xanh nha vợ của trường nhá. Đây Dung, ai xem được chưa Dung? Hai màu đen đấy nhá, không rách đâu, 199k luôn nhá, đủ size. Một cái là có kèm tai luôn nhá, một cái là kèm tai luôn đấy. Co giãn đó chị Trang Ngô ơi, quần bò bên nhà em có co giãn hết nhá. Quần bò bên nhà em đều co giãn đây các chị ơi, không có mã nào không co giãn hết, đều co giãn hết ạ. Dung ơi xem được chưa gái? Em đang tìm cái quần xanh ở đây. Đây quần xanh đây, quần xanh đây nha chị nhá, chị vợ của trường này nhá, vợ của trường đây ạ. À, chị ơi đây đây đây, cảm giác em đang treo đằng sau ấy chị. Đây ạ, à, màu xanh đây nhá. Bé khi xanh em chỉ còn size lẻ thôi, em không còn đủ size nha chị nhá. Đây là vợ của trường, đây là màu xanh đây nha em nhá. Còn đây là màu đen, màu đen đây nha em, còn đây là màu xanh nhá. Đấy, treo ở đây cho nó nhanh. Quần này có dán nhá, màu xanh có không chị? Màu xanh chỉ có dáng bó thôi. Đây màu xanh đây em ơi. Đây xanh trơn đây. Đây em nhá, xanh trơn đây. Ok, cái hôm trước em hỏi này. Ok Dung này, cho nó Dung xài hết. Ok Dung nhá, cho Thanh Dung nó xài hết này. Để em đi đây. Chưa Bùi thì Thanh Dung. Khách quen. Lấy được không ạ? Bé ghi xanh đấy nhá, bé ghi xanh này. Đây chị nào lấy được thì comment luôn cho em nhá, bé ghi xanh. Em thề là em không thể hết được nó rồi, có chị ạ, em khàn giọng kinh khủng luôn rồi. Đây má này tiếp, má đen này tiếp, đen rách hai gối này, đen rách hai gối nhá. Má đen trơn kèm đai này. Đây là đen trơn kèm đai nha các chị nhá. 199 hết ạ. Quần đồng giá 199k nha các chị nhá. Chị vợ của trường ơi xem là màu xanh nha chị ơi. Hôm nay em toàn thích sơ đen thôi, chả hiểu có gì. Hôm nay toàn thích sơ đen á. Quần này em đủ hai màu này, màu xanh màu đen này. 220k nhá, xả 199 này. Hứng lên thì xả 199k nhá. Có size 27-27 tương đương với size M nhá chị, ở vợ của trường nhá. Tương đương với size M nhá chị ơi. Làm gì đấy? Làm như vậy. Có cả xanh trơn nhá, có cả xanh trơn bỏ đấy ạ. Có cả xanh trơn bỏ nha các chị nhá, bao đẹp luôn. Em nghỉ like là các chị đừng vào trong chốt like inbox em nhá, em sẽ không trả lời đâu nha các chị nhá. Bỏ mấy cái áo này sang bên kia cho em đi. Này béo lắm này, sao cũng vệ là ra được. Gầy quá, gầy quá. Em chuẩn bị tắt like rồi nha các chị nhá, chuẩn bị tắt live stream rồi. Chị vợ của trường ơi cho em xin địa chỉ luôn nhá, em không vào inbox đâu ạ nhá. Chị dơ lại mấy cái quần vừa rồi đi. Quần nào hả Dung? Ừ.
ơi. Quần này hả? Quần đai màu xanh này cặp cao, tất cả quần bò bên này em đều là cặp cao hết nhá. Từ giang bò đến giang Becky đều là cặp cao hết nha các chị ơi. Đây. 199k này, hello còi còi nhá. 199k nha các chị ơi. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. 199 này Dung ơi. Becky xanh trơn này, 199 này. Dáng bó này, kèm đai 199k luôn nhá. Lấy thì comment cho chị luôn nhá. Cái xanh này là xanh xước này cũng 199k luôn. Becky đen này, Becky đen kèm đai 199k. Đấy chị vừa giơ lại ở đây em thấy mã chưa? Chị vừa giơ lại ở đây em. Chị vừa giơ lại ở đây Dung ơi. Mã bó này, bó rách này. Chị vợ của Trường ơi ship về Ninh Bình 25k nha chị nhá. Chị vào kết bạn với em đi ạ, nhận được hàng thì phản hồi chất cho em nhá. Đây size 27 tương đương với size M đấy nha chị gái nhá. 27 tương đương với size M đi ạ. Chị vào kết bạn với em đi, nhận được hàng thì phản hồi chất cho em ấy nhá. Dung ơi xem được chưa Dung? Trời ơi quần này cặp cao miên man luôn. Ok chị vợ của Trường này. Lấy màu đen được à? Để tí nữa chị về bên cơ sở 2 à cơ sở 1 cơ còn không nhá. À đây, máy quát đây. Ok Bùi Thị Thanh Dung nhá. Ok em này. Chắc cho Bùi Thanh Dung thêm quần nào. Quần nào hả Minh Anh? Tôi không nhớ quần nào đâu. Tôi nay là đang bị lấn rồi, chưa lấy chồng, chưa đẻ con mà bị lấn rồi. Không nhớ cái nào luôn. Chị vợ của Trường nhá, vào cái bản với em nhá, nhận được hàng này phải đầu chất cho em nhá. Khàn giọng quá. Ngày mai chắc là phải đi mua nước uống thôi. Thuốc uống. À bây giờ là chuẩn bị nghỉ live đúng không? Em sẽ mặc cho các chị một em mã này nhá. Tại vì là em này nó vừa về này. Mà em nghe nói là nó đang rất là hot. Em nghe nói như vậy thôi nhá. Và bây giờ em mặc lên cho các chị xem là các chị có thấy đủ độ hot để chưa? Để mà đến cái thời điểm bây giờ các chị có thấy đủ độ hot đúng không nhá. Thôi xong rồi, cái quần kia size S món mẹ bên cửa hàng kia rồi. Đùa đây, người ta đang làm việc. Nghe vác luôn, người ta mới tính cho mày này. Ok, bây giờ em sẽ mặc cho các chị cái mã này nhá. Các chị có xem là cái độ hot của nó có hot giống như em thấy người ta nói bây giờ không nha các chị yêu. Mặc màu đen nhá. Đây nha các chị ơi. Đây, nó sẽ hơi lòa đấy. Ok, đây để em vào. Bị khủng á. Nó bị béo rồi, không thở được. Thank you.
sướng quá. Đây nha các chị ơi, áo chị mặc là chất zip nha Dung nha. Dung có lấy cái đấy không? Dung lấy luôn mẹ cái đấy đi, con 99k ship luôn một thế. Trời ơi sao cái em quần này nó đẹp thế không biết. Trời ơi không phải chê vào đâu được các chị ơi. Này đẹp nào, chân này còn thẳng tắp luôn được các chị ạ. Đây nha, em đứng lên cho các chị xem này, chân này còn thẳng tắp luôn được các chị ơi. Mặc cái này thì chỉ có đẹp thôi. Hàng này vừa về nhá, em nghe nói nó đang rất là hot, nhưng mà em không tin mà hôm nay em đã nhập về cho các chị rồi đây ạ. Đây nha, nó đai, nó sâu thế này đâu nha các chị yêu nhá. Em em còn chưa cắt khuyết nha các chị nhá, chưa cắt khuyết cơ. Đây. Ôi vỡ đôi luôn rồi. Đây. Chết rồi kìa. Mai về thấy mới. Đây nha các chị nha, các chị xem rõ chưa các chị ơi? Đây, đứng cái này không, cái này cao quá. Nhấc cái lối chân đi. Các chị ơi xem rõ chưa? Màu đen nhá. Chất là quần bò nha các chị yêu nhá, chất là quần bò nhá. Chị nào lấy thì comment em. Đây mọi người cắt cái khuyết này ra này, xong rồi mọi người cắt ra cho nó đỡ bị lộ cái này lên luôn nha mọi người nhá. Cắt ra nhá, chưa đăng khuyết cơ. Chị nào lấy thì comment em nhá, đằng sau của nó này cảm rất là cao luôn. Đẹp thế này mà. Ở trong kia thì nó đỡ đỡ nhỉ. Ở trong live stream của con này đâu mà hầu như con này em thấy đẹp mà, nhìn cái qua cái luôn này đẹp phải. Xem rõ má này chưa các chị ơi? Xem rõ má này chưa? Đủ size SML nha các chị yêu nhá, đủ size. Tiếp quần này đẹp thế không biết. 199k luôn nhá. Chị nào lấy đi chốt luôn cho em. À, bây giờ là 11 giờ kém 10 rồi. Giá mà hai lần nữa. Cái này về tắm hết thì cái ngủ. Cho nó mát, nóng lắm. Cái quần này mặc đẹp nhỉ? Đẹp không? Đẹp mà. Đẹp mãi luôn đi. Mà này còn chân này còn dài nữa chứ. Ok, Bùi Thị Thanh Dung màu đen này. Này chất Bùi Thị Thanh Dung này. Ok em nhá. Này ngày xưa còi có này bị tim này các chị này. Ngày xưa còi quá nên bị tim. Bò nha em yêu ơi, bò nha, không phải kaki. Bò xịn luôn. Bò xịn luôn đấy. Chất bò nhá, bò nha em yêu ơi, lấy mẹ luôn cái quần này đi. Cái quần này là hàng mới về luôn đấy. Em thấy nó bảo đang hot lắm luôn. Cặp cao lắm nha các chị ơi, mặc đẹp lắm. Em mà bây giờ em còn đi học cũng là em lấy bao nhiêu luôn. Này, mặc lên chuẩn 3 vòng luôn nhá. Áo nâu 99k nha mít ướt ơi. 99k nhá, còn màu vàng với màu nu thôi bạn ơi. Vàng nu nhá bạn nhá, còn màu vàng màu nu thôi. 99k nha bạn gái nhá, vàng nu ạ. Chị nào lấy thì chốt luôn luôn cho em nào các chị ơi. Em khàn giọng quá rồi. 99k nha các chị nhá, cho em xin công nước. Ok Dung, chốt cho Dung thêm một cái quần này nữa. Cho em công nước này. Hành tội tao đó. Các chị thích lít quần quần gì nữa nào? Để em lít luôn. Ok Bùi Thanh Dung. Em đằng này em béo nên là em bị tập mỡ chị ạ. Em không thở được. Béo quá nó cũng là một cái tội. Có chị nào xem áo bò không? Để em lít áo bò nào. Chân váy bò, chân váy len, chị nào muốn xem cái gì nữa thì quăng hết vào đây để em lên luôn. Hay mặc sang cái váy đi nhỉ. Hay mặc sang cái váy nào các chị. Áo lệch lệch này đằng sau còn màu vàng này nữa các chị nhá. Lệch này còn màu vàng nữa. Có liên thí, có thích lít nỉ không các chị ơi? Các chị có thích lít nỉ không? Để em lít nỉ cho. Thank you.
Tao này anh chăm nhóm hồi tinh đấy, béo của đấy. Hôm nay định mua bơ nhưng mà sữa béo nó không khám được. Mùi để Thanh Dung. Cô này à? Váy gen là xả 199 nhá, Huệ Nguyễn nhá, làm với trắng đi, không bỏ đi chị. Váy trắng á? Váy gen hay là váy gì hả Dung? Váy gen hay là váy gì hả em? Để chị cho xem. Có, váy gen chị đang sale là 199k. Váy gen nhá, em đang sale là 199k nha các chị gái. Gen đang sale là 199 ạ. 250k em sale của 199 nhá. Huệ để váy gen không Huệ? Em đang mặc sang mã trên váy bồ à. Chân váy bồ này sale còn 180k nhá. Kèm đai luôn 180k. Chị nào lấy thì comment cho em luôn nhá. Gen trắng à? Xem chân váy bò của em chưa các chị yêu. Chân váy bò này rất là xinh này. Đây nha các chị yêu nhá. Em chưa cắt khuyết nên là ở như cái phần này nó hơi phồng phồng lên, chưa cắt khuyết các chị ạ. Em chưa cắt khuyết nhá. Đây. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Chị còn má khác thôi. Chị còn đút cá. Đút cá nhưng mà size to không được đâu. Chị còn giá này thôi. Còn má xòe giá ngắn nhá. Còn má xòe giá ngắn hơn thôi em ơi. Xòe giá ngắn hơn nhá. Chị chỉ còn má xòe giá ngắn hơn thôi cái ạ. Hello hello. Không hết rồi nhá, không lấy được áo chống nắng. Đây váy gen đây mọi người ơi. Váy gen đây nhá. 279 này, giá còn 199k này. Đây. Đây nha mọi người nhá, toàn là gen thiết kế hết nhá, size S, size M ạ. À. Toàn gen thiết kế hết nha các chị nhá, size S, size M này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá, S, M. Này cháu mấy cái này lên không tắt hết rồi. Dũng ơi xem được gen chưa? Em đang cầm tất cả mã gen đây nha các chị ơi. Đây tất cả mã gen trắng đây nhá. Trắng siêu xinh siêu đẹp. Chị nào lấy thì băm mét vào đây cho em. Xem được váy gen cho các chị ơi. Chân váy. Ồ đúng rồi, chia sẻ là 199k nhá. Bà phải chia sẻ cho tôi đó. Mà tôi không bán đâu nhá. Nhớ chia sẻ like cho tôi. Bán 199k đó. Mọi người ơi, em like nốt mấy cái gen này thì em nghỉ like nhá. Chị nào lấy gen này thì bảo em nha các chị ơi. Gen này đều có size hết nhá, size nó có ghi ở trên này này. Đấy, rất là xinh luôn. Ok bà cô tấm này chia sẻ rồi thì được mua giá đấy nhá. Tất cả váy gen trắng em đang treo ở trên này luôn nha các chị nhá. Tất cả đây là tất cả gen trắng nhá. Dung ơi em có ưng được mẫu gen trắng nào không? Mùa này là mùa đi đám cưới. Mùa này là mùa sắp đến Tết rồi. Các chị hãy diện cho mình những chiếc váy xinh nhất nha các chị yêu nhá. Đấy, diện cho mình những cái em váy gen thiết kế như thế này rất là đẹp. Đây, thân nơ này. Rất là đẹp và rất là xinh luôn này. Chân
chị, nhưng mà còn má xòe thôi em ơi, còn má xòe thôi Dung. Ok thì ta xem mấy má nhá. Chị hết rồi em ơi, bò chị chỉ còn má giống chị đang mang thôi. Má chị đang mang của bình thường mà nó không dài lắm đâu Dung ạ. Nó đến đầu gối chị mặc thôi mà. Thì ví dụ như em thấp hơn chị thì nó cũng chỉ hơn đầu gối một tiệm thôi. Nó hơn đầu gối có một tiệm thôi ấy. Đây set này có chị nào ưng không? Một em set rất là xinh này, có chị nào ưng không thì báo em nhá. Bò này chị đang mang là ngắn nhất rồi em ạ. Bò chị đang mang là dáng ngắn nhất rồi nha gái nhá. Nó bình thường mà nó không dài đâu. Chị mặc cái đầu gối thì em thấp hơn chị nó chỉ qua đầu gối có một tẹo thôi. Má chị đang mang ấy. Bò này là bò suông không phải là bò bó đấy. Nên là không sợ bị mặc bị quê như thế nào hết đâu nha gái nhá. Nghỉ livestream nhá. Bye bye các chị nhá. Hẹn mọi người trong live khác nhá.